nhớ khi xưa khai thiên lập địa, trước nguyên như trên đất tổ lâm thao sụp dân nên thoát cảnh đói nghèo.
thấp ni tàu mây từng cảnh thanh xuân chiều quang soi tỏ chúa thác bừa tiến ni đường xa xinh người đường áo trắng đai xanh có tôi giao đôi mắt phượng hoa tai vì chấm dắt dắt đi vầng trăng xinh về ngọc cao xinh môi son nở nở cười thank you.
thương nghe ai chín nghe đời mười chờ xây chân một bước nghe xa cơ cả đời nay đỉnh cao đầu thành kính ai ơi à. Người cao đầu thành kính ai ơi long vân mà ngồi sớm chiều đông vui phép chúa tiền sát thủ trời ta năm phương nghi năm miều rõ ràng ngũ phương bàn cạnh mà xuống cả năm mi phương
sinh ra niệm hồn tư bi, tam tòa địa thấy chiếc tông cho thành đồng. Thank you.
51 tòa. Ngũ phương bàn canh mà xuống bà 50 phương. Đi thờ chùa an thanh cảnh địch mà thu hiếu tình cảnh đã xanh sao đổi bên đồng thụ xanh sao dương già bàn lửa đi canh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên con dầu áo bà ý à loan thanh ra đốt đỉnh nhang trầm trên ban đi đốt đỉnh nghe nhang trầm thính mời tiên chúa cà phê vừa thành điên nhắn bay trầm xa tòa tiên cung nghe thành hành giáng cung dung châu về đôi chữ đường lòng đánh giá hồi cung nhất tôn quan thịnh mời để nhất đi tôn quan nay đồng chiêu sáng nghi để trung quan đệ nhất oai hùng lục trí thần thông tôn toàn lục trí đi thần thông ba thông chi tam rồi đi phi phong đệ nhất oai hùng không sai ý nghĩ chút nào sơ dâng
lên họ Kim họ Nguyễn con co sẽ được dâng lên trình quan đệ nhất phải chép biên do giảng về cho đôi chú trường sinh. Nhị vị trường sinh về cho nhị vị trường sinh của nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho phúc độc đôi đường. Hình như nay điểm khai khai hình đợt siêu quang minh không thành hình như nay điểm khai khai thật khẩu thật khẩu thông hôm anh chiêu vô số chứng hình nhận. Trình quan đệ nhất chép biên rất rằng vì cho chỉ từ trường sinh. Tuần mã dâng lên kim ngân, tuần mã dâng lên đi quan về tâu đối chép biên do giảng thì cho đôi chữ trường sinh. Dâng là sứ hồng họ Nguyễn họ Kim con dâng là sứ hồng để trước công đồng người phật thanh chứng minh đệ tử dâng sơ lên trình. Dâng sớ lên chính đệ tử dâng sớ lên chính đệ mùa xuân cầu đồng thu đông cầu tài bùn mùa tông anh chỉ tay phùng thình thình như lai niệm khai khai thân ngàn thân nhàn chiếu quang miên khai nhị nhị thính thanh khai khẩu khẩu thông thí hai tâm tâm loan thì hai thủ thủ đẳng thủ hai túc lăng bùng hành khai quang thần kỳ
kỳ diệu quang minh chiếu hình nhân nhân. Vẫn sơ dân đề thương này, vẫn sơ dân đề hải về tâu đối đối hải chép biên do giảng thề cho hai chữ bình an. Phú quý thích khang định họ trường thế cho phúc độc đôi đường. Sơ điệp dâng lên kim ngân, sơ điệp dâng lên trình quan giám sát chép biến rõ ràng vì cho những người trường sinh. Trường sinh thuê cho nhị vị trường sinh nên của nhà kháng thái phích nay độ chỉ tạ sai bích bộ binh tình. Còn soi
đôi ngang em muôn thùa sáng người bạn đến đây rộng mờ đón họ chu nhân nhân tâm. Hội đồng một tay quan viên chép mình số mệnh đời số tự có ai hay. Họ Nguyễn họ tìm phúc thuận mịt hiền tu tâm tinh đức chép biên cho rõ ràng. Vườn thường uyên, vườn thường uyên trăm hoa đua nở, thú chơi hoa phải biết mùi hoa. Hoa lan, hoa huệ, hoa trà, nhưng mà để nhất vẫn là bông hoa. Hoa đã đẹp, hoa đã đẹp lại thơm hương cũng ngát nên màu trong so ngọc tràn lý nào thua. Mặn mà mọi vẻ mọi ưa, bách hoa luôn lỡ bốn mùa. Cửa thiên môn đi lồng lồng uy quang, tôn nông nghe chính ngự ngai vàng, kim chi tam giới ngọc hoàng sắc phong. Ban hiệu vì quần công nghe giám sát, quyền quản cai phố hát đùi ngang. Võ thời vi với đức quan, văn thời xanh với mạnh nhàn thay là. Sáng sinh ngày mùng 10 tháng 1, trung thiên thời chính ngọ xuất thân. Thung nguyên mừng giờ muôn phần, sinh ra là đấng trung thần trường phu. Tài văn võ cơ đủ bất nhị, thương đăng thần đề nhị tôn quan. Dù ai hữu sự kêu van, khấn quan đề nhị thọ khang chứ yên lành. Nén nhang thơm, nén nhang thơm tâm thành nghề khấu thủ. Ứng phép màu đào vũ thu vân nghe chữ rằng thành giang lưu ân đồ cho kim họ Nguyễn hàng linh linh lý thọ trường. Trên biên hải, trên biên hải còn lưu trinh bắc lì ngàn với ải chi lắng nơi xanh lam sơn thủy hữu tình. Địa thế đẹp quan sát sinh hạ trần, trên tiên cung nghe, trên tiên cung ông còn được tra sổ nghe. Hôm nay về quan đổi sổ cho ai, nay chữ mực đổi nay chữ son. Họ Nguyễn họ Kim bà vuông sánh bảy tròn. Ngâm cơ sự, ngâm cơ sự xoay vần sinh thác nghe. Hãy sinh đi rồi để ngày mai, phải nhớ câu sinh hóa ở đời. Sinh sao cho đáng con người quan đời sinh. Tấm lòng thành đi, tấm lòng thành hồ kim con xa nguyện đi. Mang phúc nành để tư đức hạ xa, quan lớn độ cho phú quý vinh hoa. Họ Kim họ Nguyễn ai ai cũng thọ trường. Lên thiên đỉnh ngôi cao ý lù lù,
lệnh quan truyền tế độ cho quân dân. Ngọn đúc son đi chua sổ thiên đình, xa tay cài tứ hoàn sinh nghĩ cho đủ. Có phen xa, có phen xa tiếp hầu lưu quý, ván cờ tiến lên đầu chỉ một hai. Có phen đắm cảnh trang đài, cờ tiến một chỗ thơ vài trăm cầu. Sổ hồi nhớ đồng hồ, một tay bên chép xuống nào âu chép mơ. Vương diệt bảo đoàn trang nghề khác thường. Thủy quốc độc định con vua, thủy quốc độc định mà để tam thái tử nghi giang sinh thời đèn dòng. Thank you.
sơ dâng lên tương lai văn sơ dâng lên trình quán tam phủ chép biên sẵn sàng thì cho người từ trường sinh tay ấn có dự 3.000 tay ấn có dự 600 đạo của thành tổ trên ban kiêu đâu ở đó bình an tôi tay dùng đã giữ hồng vì để trước công đồng Phật thay chứng minh đệ tử dân xa lên trên tài mạng dâng lên tin ngân tài mạng dâng lên liên quan về tâu đôi chép biên do dạng thì cho đôi chữ trường sinh hình như nay đêm khai khai hình đơn hình lớn siêu quang minh thông tin hình như nay đêm khai khai thật khẩu thông minh chưa vô số chứng hình nhân chỉ vì các quan không sai chỉ vì các quan đi an đạo bản đền để an phủ đồng ngân giữ để thách giác điều ông sơ dâng lên thôi nay vẫn sơ dâng lên mai về tâu đôi ghi chép biên do giảng về cho hai chữ bình bình an ở nhà phú quý đi thang đình thọ trường thế cho phúc đông đôi đường thank you.
lòng vân vân khánh hồi nghi yên bằng trường sinh yên mộng nghe chương sinh bày bàn bàn khắp hết thiếu đình dâng nghe đàn quê tiêu ngô thiệu nhà vũ tầm cửa Phật, tầm cửa Thánh nhá.
tiếp lễ kỳ đàn tràng lễ phóng trên chay dưới bản thị Phật tuyên kinh cung nghinh đình tần tam tứ phủ triều đình tái quá mừng đồng trả lời đình tần tam tứ phủ triều đình về hiện trình đình sự hiền la mậu dần điên yên cần yên số yên rõ tình đình bình cảm bóng quế xôi tiền cùng nga mở cung tài khai cung lập mệnh sinh kỷ mão tiền quý mùi liền cung dung trăm phần tốt người á quan anh giáng cúng giáng đền ban khen ban thưởng từ lây trở đi ông chỉ trở quan về trở về quan về chứ đâu có tiền nga ban tài tiếp lộc cách xa quan là cách gần cho đến thảo lộc lộc quần lộc bát lộc làm ăn ra được lộc ba quận tân lâm ma quan độ quan thương ban danh ban tiếng thơm lưng đức tiếng ở thần gian nhỏ kim họ tiền bạc từ đây á lương tập dụng đồng tiền thật làm na ra chung cộng hòa trên bảo dễ nghe trên đề dễ sở về tổ bên con chảy một lòng con cháu đầy đàn phục vụ kỳ tiền na chiến quân đi lấy ngọc nữ đi đông đường dân nước phép thì có ai đà về hải đông ngã ba sông vui sướng ta đàn hát tập tành thơ gấm vũ phình đàn tranh quan chơi đây chữ son họ Kim họ Nguyễn bà vuông xanh bảy tròn đến đi ngày giữ viêm thủy cung đôi lệnh kiểu chung lớn kính trò sinh nhật họ Kim họ Nguyễn tổ nhân đi đắc nhân cầu lộc đắc lộc cho xa ông Kim Chi, ông Kim Chi tam vây mi cát hoa về đền ra tự sướng ta nơi tà đền. Nay một nguyện giáng phúc trừ tai độ cho tin chủ ai ai cũng thọ trường. Nguyện thứ hai cho bốn bán trăm biển tiên về như nước bạc vàng để đăng nguyện thứ ba cho canh hồ đắc lễ độ họ Kim họ Nguyễn được phú quý sáng giàu bốn ý nguyện sống được thật lâu nhờ ơn quán lớn phúc lâu giàu nguyện thứ năm nguyện thứ năm ông sáng phúc dương đồng thủ nha họ chu môn dân được nương nhờ sáng bản đền đồ cho Kim họ Nguyễn đời đời được vinh hoa cho bảy nguyện phúc đẳng hạ xa trăm tai hàn
nghi tông tông xa hải. Tam nguyện xa trẻ gái trai, xa trung thịnh vượng mỏi bề hát thông. Đủ cho họ kim họ nguyện mười phần phần ni phèn đường. Quan lớn đủ cho tới nguyện thứ mười, cho con cháu cháu lối dòng về đời sau. Không ai được nhiều dân đi mái thuyền tan nên đầu tiên dần dần đổi cơn mưa gió ầm ầm khắp bốn phương. Chân sang kề lên ngàn quan xuống biển lạnh sang từ quý để xanh lam đến thờ quan tám phía kiểu ngai vàng. Lòng môn hồ bạc xót xa vẫn còn đi. Hoa tức thì nông nâu đại phượng cát đi. Dâng nước về thải quốc một khi. Người chuyển quân đi ngọc nâu nì. Đồng dâng nước phép thì có ai đàn. Quân vì ngày đóng cả ba sông vui sướng ca đàn hát tập tành thơ ngâm phú vinh đàn tranh quan chơi mừng. Khi tiên cung còn đường cha sổ nghe hôm nay về quan đổi sổ cho ai. Nay chữ bất nên đổi nay chữ son họ Nguyễn họ Kim bà vương xanh mày tròn. Thành đồng họ Chu thành tâm con sở nguyện mang phúc lành chữ đức tha xa quan đồ cho phú quý vinh hoa họ Kim họ Nguyễn thì ai cũng thịnh vượng. Từ mỗi năm trong tuần mi tháng sau người trên bờ người ở mi dưới sông thế gian còn nô nức tầng họ Chu xăm nê ra hầu đón tiệc quan. Chịu dường ai lược thảo văn võ toàn tài đình thần tam tứ phù hỏi ai sanh đi. Sống cầm cành nghe sống cầm cành chiêm vang ta anh ơi nốt thanh hoàn chiêm đổi đất sư môn. Chiều đình nghề văn văn có ba quan sai nên đón rước quan đệ tam về hầu. Ngự giờ nâu phát đòi quan phân thử nghi sai ông đến cứu cho mi trần gian. Một tay thái đệ tam cứu sinh cũng nắm giải quan cho nhiều người. Đêm qua ngày dạng thắng chờ tấp tấp.
ngày hôm nay á. Ngày hôm nay quan Độ quan Tường ung dung nghỉ đã yên vị chúng ngồi á. Dân đàn đệ tử họ kim mỏ đến ba buồng danh với bảy tròn về xuống bên đất chảy một dòng không có lo gì á. Đêm quê ngày dạng tháng chờ chấp giác vất vả sợt ôm lên lời quan ta. Quan ta có lời cảm tạ ung dung nghỉ á trăm phần tốt tươi á. Chúng cầm cánh ga chiên vang anh ngồi lốt xanh vàng chim đồ sứ muôn triều đình văn võ bá quan sai lên mà đón rước để tam quan về châu. Ngự giờ đâu, ngự giờ đâu phát đòi quan phát thư sai ông đến cứu cho vì trận gian một tay thái tử đệ tam cứu sinh cung nắm giải oan cho cung nhiều giao thần thơ, giao thần thơ tàn biệt trái tam đạo chuyện chia quân đi đảo tối tiên sao tiếng chiêng kêu cờ phất trong dòng thuyền bè sau trước giữa dòng quan đánh đánh sống cầm thành đi sống cầm thành chiêng vang ca anh ngồi đốt thành hoàn chim đổi đất sứ môn chiều đục mà vân vân vo ba quan sai tên đón rước quan đệ tam về hầu con vân sông với dân mi ta đỏ sách sử vàng sói nói mi từng trang quan tham gia những ý ngọc nói vàng vì dân quan để cho quân bàn tình thương. Ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành, ngày lành tháng yên, ngày yên tháng tốt. Ngày đại an giờ đại cát. Quan có lời cảm tạ trước phủ giác, cửa đền cửa phủ trước cửa ghế quan. Ngày hôm nay quan ta ung dung nghỉ á ngự đồng vui hoàn. Giáng biên đi dành ngân lai lang anh vầng ngồng soi dạng đất Nam Ninh là con vua thủy quốc Đông Đình đề tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng đức gồm vẹn đi đức gồm vẹn thông dung mi hòa mạc bẩm sinh thành tư chất chất mi nông nhàn tung thịnh mọi tư phủ vương quan thì phương diện hào đoạn trang quan thác thường chốn long giai chốn long giai cầm quyền ngài thánh chúa phép màu quan người tối tu anh linh lệnh truyền thủy bộ chư binh trình tề đại giáp sư biên trần giả mái thuyền miền nam nổi dòng sông xích mình đưa quân trèo dù nịnh bốn năm năm phương bạn bệnh tiêu trừ á tục tinh con mắt tục chặt đầu gối tăng liên tăng tỏ tục cuồng ở đây á
quan Độ, quan Tương, quan Can, quan Tưởng, Tây Quỳnh, Tây Quế, Trần Quỷ, Bài Kiều, Cấu Đầu, quan Tá. Mãi tuyệt nan nổi dòng sông dịch, đưa quân trèo lịch buồn năm phương. Có phen đi ở chốn sông thương, trở về tỉnh mặt quê sông lục đầu. Người xa khơi chiếc thuyền dòng mà trăm mái treo bơi, và sông Bạch Hạc đã tới quan đi về. Trải dáng khê lên ngàn quan xuống biển, lạnh giang từ quý địa xanh lam. Đền thờ quan Tam phía kiểu ngai vàng, long châu hổ phục rõ ràng rất uy nghi. Hoa tức thì nông nâu đại phượng cát nên dâng nước về thoải quốc một khi. Người truyền quân đi nơi ngọc nâu nê, đông đông dâng nước phép thì có ai đà. Qua đại giang sông thao mi sông cả, theo quân về người đông ngã ba tranh. Vui sướng ta đàn hát tập này, thơ ông phú vinh đàn tranh quan chơi bời. Chuyện chư quân đối đảo tối tiên phong, chiến yêu cờ Phật trong dòng, thuyền bè sau trước giữa dòng. Khi thanh nhàn thuyền dòng quan ra ngừng, trở ra về bát hải quan du xuân. Ba Bạch Hạc người ta trốn dừng chân, họ thơ ghi đỗ cả ngầm quan Đỏ Con.